Lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh ngày mùng 2 tháng 5 2023. Con cảm tạ lòng thương xót Chúa đến muôn nơi và khắp mọi nơi. Con tri ân lòng thương xót Chúa từ bây giờ và đến muôn đời. Lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh ngày mùng 2 tháng 5 2023. Thiên chị em, hôm nay là ngày thứ ba đầu tháng 5, thăng hoa thăng kính Đức Mẹ. Mỗi người cố gắng mỗi ngày dâng một bông hoa hy sinh lên cho Mẹ. Bông hoa đó có thể là bông hoa tươi mình lượm ngoài vệ đường, bông hoa tươi mình ngắt ngoài vườn, có thể là một bông hoa của sự nhẫn nhịn, của sự khiêm nhường, hay là của một việc bác ái, là những bông hoa mình dâng lên Mẹ nha. Cứ mỗi ngày chúng ta làm một việc bác ái, một hy sinh, một lời cầu, một lời nguyện, đó là những bông hoa đẹp lòng Đức Mẹ nhất dâng lên Mẹ. Không phải ngày nào cũng mua hoa thật đắt tiền xong về cãi nhau thật to, cũng không thua gì hết. Hoặc là mua hoa thật sang rồi cũng ăn thật lớn mà không làm việc bác ái chia sẻ cho người nghèo, thì những bông hoa đó chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa và Đức Mẹ đâu. Và mỗi ngày thứ ba chúng ta nhớ cầu nguyện cho các bệnh nhân, những bệnh nhân dâng những bông hoa hy sinh lên cho Mẹ, chấp nhận những đau khổ vì bệnh tật. Những đau khổ vì bệnh tật ấy chỉ những ai bị bệnh mới biết được. Mình nhìn bên ngoài, một ngồi đứng ở bên ngoài nói về đau khổ dễ lắm, nói về căn bệnh cũng dễ lắm, và an ủi người ta cũng dễ lắm. Thử nằm đó mà coi, mới biết rằng lúc đó mình cần đến quyền năng lòng thương xót Chúa như thế nào. Lúc đó mình mới cần Chúa ra tay để Chúa chữa lành như thế nào. Còn lúc mình khỏe bảo đâu cần chữa lành, đâu cần phép lạ. Nhưng mà lúc mình nằm bệnh thì thấy rằng là rất cần Chúa ra tay chữa lành, và rất cần những phép lạ Chúa thực hiện trên con người tội lỗi, yếu đuối, bệnh tật của mình. Mấy anh chị em và các bạn dâng những bông hoa cầu nguyện cho các bệnh nhân, những bông hoa bác ái và hy sinh. Giờ đây mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ ba sau Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh. Bài đọc một trong sách Công vụ Tông đồ, chương 11 câu 19 đến câu 26. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy, những người phải tàn mác vì cuộc bách hại xảy ra nhân vụ ông Stephano đi đến tận miền Phoenicia, đảo Síp và thành Antiochia. Họ không rao giảng lời Chúa cho ai ngoài người Do Thái. Nhưng trong nhóm có mấy người gốc Síp và Kyrene. Những người này khi đến Antiochia đã giảng cho cả người Hy Lạp nữa, loan báo tin mừng Chúa Giêsu cho họ. Vì có bàn tay Chúa ở với họ, nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Tin ấy đến tai hội thánh tại Jerusalem, nên người ta cử ông Barnaba đi Antiochia. Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Barnaba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin, và đã có thêm một đám rất đông theo Chúa. Ông Barnaba chạy đi Tarso tìm ông Saulo. Tìm được rồi, ông đưa ông Saulo đến Antiochia. Hai ông cùng làm việc trong hội thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: muôn nước hỡi nào ca ngợi Chúa. Thành Sion được lập trên núi thanh, Chúa yêu chuộng cửa thành hơn mọi nhà của dòng họ Gia-cóp. Thành của Thiên Chúa hỡi, thiên hạ nói bao điều hiên hách về thành. Chúa phán: ta sẽ kề Babylon và Ai Cập vào số những dân tộc nhận biết ta, kề sư Philistine, thành tia cùng miền Ethiop. Tại đó kẻ này người nọ đã sinh ra.
Nhưng nói về Sion, thiên hạ bao, người người sinh tại đó, trinh đấng tối cao đã củng cố thành. Chúa ghi vào sổ bộ các dân, kẻ này người nọ đều sinh ra tại đó, và ai nấy mua nhảy hát ca, Sion hỡi, mọi nguồn gốc của tôi ở nơi thành. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 10 câu 22 đến câu 30. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ở Jerusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi đi lại lại trong đền thờ tại thành lang Solomon. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết. Đức Giêsu đáp: Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, mở đầu bài chép sách Công vụ Tông đồ hôm nay, ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ tư Phục sinh, Công vụ chương 11 câu 19 nói: Hồi ấy những người phải tản mát vì cuộc bách hại xảy ra nhân vụ ông Stephano đi đến tận miền Phoenicia, đảo Síp và thành Antiochia. Khi mà Stephano bị ném đá, bị chết vì đạo, người ta tiếp tục bách hại đạo Công giáo. Và vì thế mà những người đó phải tản mát đi khắp nơi, đến tận Phoenicia, đến tận đảo Síp này, đến thành Antiochia. Nhưng mà khi đến đấy thì họ chỉ rao giảng lời Chúa cho người Do Thái mà thôi, chứ không rao giảng cho những người dân ngoại. Những người Do Thái là những người đã tin vào Thiên Chúa, nhưng họ chưa tin vào Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu độ. Họ chỉ coi rằng Đức Giêsu là một tiên tri nào đó, mà họ vẫn đang mong chờ một Đức Giêsu như họ nghĩ, như họ mong ước. Đức Giêsu là một Đấng thiên sai xé trời ra xuống để thống trị thiên hạ, để cứu giúp dân Do Thái khỏi ách nô lệ của Ai Cập, để cho nước họ được cường thịnh, vân vân. Họ nghĩ như thế. Và vì thế, các tông đồ rao giảng đầu tiên, Chúa Giêsu rao giảng đầu tiên là cho chính những người Do Thái, để họ tin vào Thiên Chúa là Cha, thì cũng tin vào Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa mà Cha sai đến cứu nhân loại. Họ chỉ cần tin vào Đức Giêsu Kitô để được cứu. Những người Do Thái, những người theo đạo Do Thái, họ vẫn chưa tin vào Đức Giêsu là Thiên Chúa. Họ coi Đức Giêsu như là một tiên tri đến loan báo về Thiên Chúa, chứ chưa phải là Thiên Chúa. Thì những người mà đón nhận tin mừng, lãnh sứ vụ đi loan báo tin mừng, họ chỉ đến với những người Do Thái. Nhưng mà khi có mấy người gốc Síp và Kyrene, những người đến Antiochia, thì họ đã rao giảng cho cả người Hy Lạp đó tin mừng cho những người không phải Do Thái nữa. Và chuyện gì xảy ra thưa anh chị em? Chuyện xảy ra đó là vì có bàn tay Chúa ở với họ. Vì có bàn tay Chúa ở với họ nên một số đông đã tin và đã trở lại với Chúa. Những người ngoại đạo đã tin và trở lại với Chúa vì có bàn tay của Chúa ở với những người đi loan báo tin mừng. Ngày hôm nay thưa anh chị em và các bạn, chúng ta mỗi người cũng đã đi loan báo lòng thương xót Chúa. Mà nếu có bàn tay của Chúa, bàn tay lòng thương xót Chúa ở với ta, thì khi mà ta đi loan báo, một số đông cũng tin và trở lại.
Tôi thấy ngày hôm nay số người trở lại nhờ lòng thương cho Chúa nhiều lắm thưa anh chị em. Nếu mà được phép mời họ đi là làm chứng về cái điều đó, nếu được phép mời chính những người mà được ơn trở lại đứng để mà nói điều đó, họ nói có sách, mách có chứng, thì mới thấy rằng là lòng thương cho Chúa được lan tỏa đến hang cùng ngõ hẻm, đặc biệt là những người ngoại đạo, những người bỏ Chúa. Những người bỏ Chúa là những người có Chúa mà bỏ Chúa. Có Chúa đó mà không tin vào Chúa. Giống như người Do Thái đó, tin vào Chúa nhưng mà lại không tin vào Đức Giê-xu Ki-tô. Còn những người ngoại đạo, những người chưa được biết Chúa, vì họ biết Chúa nhờ có người rao giảng. Thì bây giờ rất nhiều người không công giáo, họ biết được lòng thương cho Chúa và họ quay trở về là nhờ họ được người ta đi loan báo rao giảng cho họ về lòng thương xót của Chúa. Mà bây giờ thì những người có khi ngoài công giáo họ đón nhận lòng thương cho Chúa dễ hơn. Rồi như tờ giấy trắng nó chưa có gì hết, in vào đó là ngay chóc cái đó. Còn những người công giáo mình đôi khi cái tờ giấy trắng nó bị hoen úa rồi, bây giờ in nó cứ mờ mờ ảo ảo. Giáo lý khi cũng không có vững nữa, kinh thì cũng không có thuộc nữa, lòng đạo đức về nó cũng nguội nữa, rồi cái lòng soi sáng nó cũng tàn đi rồi. Cho nên bây giờ mà muốn dậy lại, muốn khơi lại nó khó hơn. Phải vớt hết cái đống cho tàn nó đi. Phải gạt sạch những cái gì mà họ suy nghĩ không đúng, không tốt, chưa hay về đạo đi. Những gì họ chưa hiểu đúng về lòng thương xót cho đi, thương xót của Chúa đi, để mà họ đón nhận lòng thương xót của Chúa dễ. Còn nếu mà vẫn còn để những cái thành kiến đó, vẫn còn để những cái hiểu biết đó, họ khó đón nhận lắm. Còn những người ngoài đạo, họ như tờ giấy trắng ấy, chứ biết gì hết, nói sao họ hiểu, vậy nói sao họ in như vậy. Và niềm tin của họ vững chắc là như thế. Họ không bị lợn cợn. Mà chúng ta thấy là ngay từ đầu, Chúa đã ra lệnh là đến tận cùng trái đất đi loan báo tin mừng mà. Không có giới hạn ở chỗ nào và không có giới hạn người nào. Nhưng mà lúc đầu người ta vẫn cứ thích giới hạn như vậy. Và bây giờ có khi chúng ta vẫn còn có đầu óc cục bộ như vậy. Nhóm mình thôi, xứ mình thôi, thậm chí đạo mình thôi. Không chấp nhận đạo khác. Và trong đạo nó cũng không chấp nhận những nhóm khác. Và trong nhóm ấy cũng không chấp nhận những người khác. Hóa ra chúng ta cứ muốn mình là một hòn đảo mà thôi. Không giao tiếp với ai hết. Không có chấp nhận những người khác được như mình. Hóa ra, lần qua ta nghe nói, hóa ra là những người ngoại đạo cũng được nghe rao giảng ư. Cũng được cứu ư. Biết sao nữa. Bằng chứng là bây giờ người ta đến người ta rao giảng tin mừng Đức Giê-xu Ki-tô cho cả người Hy Lạp nữa. Vì có bàn tay Chúa ở với họ nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa. Khi mình đi loan truyền lòng thương cho Chúa vì có bàn tay Chúa ở với mình, cho nên một số lớn người ta đã tin và người ta trở lại cùng lòng thương cho Chúa. Trong đó có nhiều người là bỏ đạo và trong đó có rất nhiều người là ngoại đạo. Họ đã tin và trở lại cùng Chúa vì có bàn tay Chúa ở với những người đi loan báo. Tin ấy đến tai hội thánh tại Jerusalem nên người ta cử ông Barnaba đi Antiochia. Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Barnaba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Ông là người tốt đầy ơn thánh thần và lòng tin và đã có thêm một đám rất đông theo Chúa. Ông Barnaba ông mới đến, ông thấy chuyện đó. Người ta nghĩ rằng là thế nào ông cũng trách mấy người kia. Này này, cho mấy chú đi làm mà không đúng quy định gì vậy. Không đúng lệnh của cấp trên bảo trì rao giảng cho người Do Thái thôi. Sao để rao giảng cho cả những người không Do Thái như người Hy Lạp vậy? À, tại sao? Barnaba đến không hoạch hoẹ. Đến không phải đi điều tra. Mà đến để quan sát, để nhận xét, để chứng kiến. Như vậy, ông thấy vậy cho nên ông mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Thấy vậy thì vui mừng. Thấy anh em mình làm được chuyện đó thì vui mừng. Chứ không hỏi là tại sao anh làm, lý quyền gì mà anh làm, hả? Giờ thời tôi đi, ngồi đó ai cho làm, ngồi im, không được làm gì hết, để tôi điều tra đã. Không, điều tra bằng cách là đến tận nơi và quan sát, coi họ làm như thế nào, họ làm cái gì và họ làm ra sao. Đó phải như vậy chứ. Và khi thấy họ làm đúng rồi thì vui mừng và khuyên nhủ làm bền lòng gắn bó cùng Chúa. Bền lòng gắn bó cùng Chúa đi rồi mà làm công việc đó đi. Chứ không phải là đến hạch hoẹ tại sao làm như thế nào,
ai cho quyền làm? Nói. Hả? Ai cho làm? Ai cho? Ai cho? Không ai cho cả. Chúa truyền. Truyền chứ không phải là cho. Cho là muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Còn truyền là buộc phải làm, không làm là chịu trách nhiệm mà nha. Tôi truyền lệnh mà. Ở trên truyền lệnh xuống, mày không làm là mày chết. Thế là ông chết thôi. Thôi làm đi. Đó, thì tôi làm theo lệnh của Chúa. Loan báo tin mừng cho mọi người đến tận cùng trái đất mà. Chúa đâu bảo chỉ loan báo cho người Do Thái ở Israel đâu. Vậy thì tôi làm theo lệnh Chúa sai cái nào? Vì thế mà khi Barnaba đến thấy thì mừng rỡ và khuyên nhủ anh ấy bền lòng gắn bó cùng Chúa. Mà sở dĩ ông có thể nhận được điều đó vì ông ấy tràn đầy Thánh Thần, ông là người tốt và có lòng tin. Như thế mà có đám đông dân chúng đi theo. Ô, Chúa Giêsu cho chúng ta mỗi một người có được một cơ hội để mà làm. Hãy làm những gì mà Chúa cho mình đi. Làm công việc loan báo tin mừng lòng thương cho Chúa đi, thưa anh chị em. Và nếu mà mình làm thực sự như vậy thì sẽ có nhiều người đi theo. Và rồi hai ông tiếp tục chạy đi tác xô tìm ông Sao-lô. Tìm được rồi thì ông đưa ông Sao-lô đến Antioquia. Hai ông cùng làm việc trong hội thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người, không loại trừ ai cả. Tại Antioquia, chính tại đây mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Này, xin hỏi, Kitô hữu là gì? Kitô hữu là gì? À, người có Chúa Kitô. Hữu là có. Kitô hữu là người có Chúa Kitô. Những người mà đi theo Chúa, mình có Chúa rồi, được gọi là Kitô hữu. Những người Công giáo, những người Kitô hữu. Bạn có Chúa. Khi mà bạn có Chúa rồi thì bạn mới nói về Chúa cho người ta được. Mình chỉ cho người ta cái mà mình có thôi. Cho xin ly nước anh. Cho xin ly nước, khát quá, hết nước rồi. Xin lỗi cha, con không có. Cho tôi nói cho xin ly nước, nhưng mà con không có lấy gì cho. Anh không có lấy gì cho. Anh đi rao giảng về lòng thương cho Chúa mà lòng của anh không có cảm nhận được lòng thương cho Chúa, rao giảng cái gì? Anh đi giới thiệu sản phẩm, nước là nước giải khát, ra trời đang mùa này mùa nắng nóng, uống vô trời nó đã lắm, hết khát liền đó. Thật không? Thiệt đó, bảo đảm mà. Lấy gì bảo đảm? Thì tôi bảo, nói thì tôi nói thôi. Còn nếu mà anh bảo, tại sao anh không lấy chính anh để bảo đảm? Tôi có được uống đâu mà bảo đảm. Tôi đi quảng cáo sản phẩm mà tôi chưa hề được dùng sản phẩm đó vì không có tiền. Anh muốn thuê người đi quảng cáo thì phải cho người ta dùng sản phẩm người đó rồi em mới đi cho người ta đi quảng cáo chứ. Mà thịt bò Úc này ngon lắm, sao biết ngon? Thì ta bảo là ngon Úc rồi, sao ngon sao được? Sao không ăn? Có tiền đâu ăn. Vậy sao không đi bán để có tiền? Cái thằng bán thì nó không được ăn, mà thằng ăn nó đâu cần bán vì nó có tiền. Thì thưa anh chị em, muốn mà quảng cáo sản phẩm thì người đó phải thưởng thức trước, phải không? Cà phê ngon không anh? Ngon không? Dạ cha, ngon cha. Sao mà biết? Con mới uống sáng này. À, vậy thì tôi uống. À, ngon thiệt. Sao cha, uống thế cà phê thế sao? Ngon thiệt. Sao biết? Vừa nhấp xong mà hỏi gì như vậy? Thế thì mỗi người mình làm sao mình cảm nhận được mình có lòng thương xót Chúa ở trong mình. Để mình đi loan báo lòng thương xót Chúa cho người ta. Để người cho thấy vây quanh Đức Giêsu mà nói, ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết. Mình đi rao giảng lòng thương cho Chúa, người ta cũng thắc mắc như vậy. Và Đức Giêsu trả lời, tôi đã nói rồi mà các ông không tin. Tôi đã loan báo lòng thương cho Chúa rồi mà họ không đón nhận. Thì Đức Giêsu nói, những việc tôi làm nhân danh cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi, nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đàn chiên của tôi. Vì nếu mà chiên của tôi thì nó nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Những việc tôi làm nhân danh cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Khi chúng ta loan truyền lòng thương cho Chúa, chúng ta làm những việc nhân danh lòng Chúa thương xót, chứ không phải là nhân danh mình, để vinh danh lòng thương xót của Chúa. Và chính những việc đó làm chứng cho chúng ta. Lấy việc làm để minh chứng cho mình, minh chứng cho lý tưởng của mình, minh chứng cho lời rao giảng của mình. Ồ, này thấy nhỏ này đọc kinh sốt sáng ghê á.
Cái này thí anh chú khó đi bác ai ghê đó. Họ ai vậy? Nó mới gia nhập lòng thương xót Chúa đó. Gia nhập thiện nguyện đó, gia nhập tín thác, gia nhập khát vọng đó. Thảo nào bây giờ thấy họ khác quá, họ đổi quá, thấy họ cầu nguyện suốt sáng, thấy họ đi làm việc bác ái, thấy họ tham gia tích cực mọi công tác. Đó, chính những việc làm đó minh chứng cho mình. Nói nhiều vô ích. Có những người thích phân bua, thích phân minh. Cái gì cũng phải cãi cho bằng được, cái gì cũng phải làm chứng minh là mình đúng, cái gì cũng phải để chứng minh là mình không sai. Để làm gì? Để khẳng định mình là không sai, không hề sai bao giờ. Chỉ mình nói chẳng ai tin cả, hãy bằng việc làm của mình đi. Anh chị em đi thực hành lòng thương xót Chúa đó thì mình rao giảng người ta mới tin được chứ. Vì thế mà tháng 5 này chúng tôi sẽ có chuyến công tác đi 2 ngày về miền Tây. Để mà thực hành lòng thương xót Chúa, để rao giảng lòng thương xót Chúa cho người ta bằng việc làm bác ái. Vì nếu con không tin tôi thì hãy tin vào những việc làm của tôi, vì những việc làm đó minh chứng cho chúng tôi. Nếu tôi nói về lòng thương xót Chúa mà anh không tin thì anh hãy nhìn những công việc chúng tôi làm đi. Những việc bác ái chúng tôi làm này để minh chứng rằng là đó, lòng thương xót Chúa là có thật. Và lòng thương xót Chúa trao quà cho anh đây này, và chúng tôi chỉ lấy người đầy tớ đi trao mà thôi, chứ không phải của ai hết. Không phải của cô Lan hay là của cô Linh hay là ông Minh, ông Miết gì, không có phải của ai hết mà của lòng thương xót Chúa. Đừng có mạo danh, đừng có lấy đầu mượn đầu heo nấu cháo, lấy danh mình mà đi của tôi, không của ai hết, là món quà lòng thương xót Chúa. Và chúng tôi sẽ làm để minh chứng cho mọi người thấy rõ điều đó. Và chúng ta thấy rõ ràng, khi mình làm điều đó thì Chúa xác định một điều nữa là tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Đây Chúa nói không bao giờ phải diệt vong, không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Thì lời Chúa hứa với Thánh nữ Faustina và với mỗi một người chúng ta, những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Không kẻ thù nào làm hại được họ. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Giờ ra đi trong bình an có nghĩa là ta đến không phải với tư cách một thẩm phán để kết tội, nhưng tư cách một người cha nhân lành để đưa về hưởng hạnh phúc đời đời. Mình xem lấy bài Chúa là mục tử. Ta hát lại bài Chúa là mục tử để xin cho mỗi người được trở thành những con chiên thuộc về đàn chiên của Chúa. Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Chúa là mục tử, người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Đi trong tay Chúa nào con thiếu chi, con sợ chi. Có tươi rợn đồng xanh, con lo thoá không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh, con nghỉ uống no đầy. Chúa chiên nhân từ, người dẫn con tới đồng nội này suối nước mát bóng, con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dẫn con đi. Đi giữa suối mát có xanh còn thiếu gì. Chúa là mục tử, người dẫn dắt con lần theo chính lối. Cho con đi tới vì danh Chúa con không lạc vương. Tôi tâm con sợ chi vì có Chúa với con cùng tiến bước. Cánh tay người đưa, gậy người dẫn no lòng. Chúa chiên nhân từ, người dẫn con tới đồng nội này suối nước mát bóng, con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dẫn con đi. Đi giữa suối mát có xanh còn thiếu gì. Mấy chân ở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự.
cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nặng lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em một mùa phục sinh vui tươi và bình an. Hallelujah, hallelujah. Tạ ơn Chúa. Hallelujah, hallelujah. Con cảm tạ lòng con son Chúa. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày mùng 2 tháng 5, Thánh Athanasio, Thánh Giuse Tuân, từ đạo Việt Nam. Thánh Athanasio. Thánh Athanasio sinh vào khoảng năm 297 tại Alexandria, nước Ai Cập. Thánh nhân đã trung thành tận hiến đời mình để minh chứng Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật. Điều này quan trọng bởi vì một số người theo bè rối Ario đã chối bỏ chân lý trên. Ngay trước khi làm linh mục, Thánh Athanasio đã đọc nhiều sách dạy về đức tin. Đó là lý do tại sao thánh nhân có thể dễ dàng vạch ra những giáo huấn sai lầm của bè rối Ario. Thánh Athanasio làm tổng giám mục thành Alexandria khi chưa đầy 30 tuổi. Suốt 46 năm, Athanasio là một mục tử hết sức anh dũng. Cả bốn vị hoàng đế Roma đã không thể nào bắt ép Athanasio thôi việc viết những bài giải thích rất hay và rất rõ ràng về đức tin thánh thiện của Kitô giáo. Các kẻ thù của Athanasio thì tìm mọi cách để khủng bố ngài. Trong cuộc đời, Thánh Athanasio bị đuổi ra khỏi giáo phận của ngài tất cả 5 lần. Bị đuổi ra khỏi giáo phận là một tổng giám mục. Lần lưu đày đầu tiên kéo dài 2 năm. Năm 336, Athanasio bị đưa đến thành phố Trier. Vị giám mục quảng đại tốt lành là Thánh Maximinio đã tiếp đón Athanasio cách rất nồng hậu. Những lần lưu đày khác kéo dài lâu hơn, Thánh Athanasio bị những kẻ thù ngài săn đuổi,
Trong một kỳ lưu đày, các đan sĩ đã trông giữ Atanasio một cách an toàn trong sa mạc suốt 7 năm trời. Do đó, các kẻ thù của Thánh Atanasio đã không thể nào tìm được Ngài. Một lần kia, các binh lính của Hoàng đế rượt đuổi Atanasio trên bờ sông Nin. Họ đang đuổi bắt chúng ta. Các bạn hữu của Thánh Nhân thét lên: họ đang đuổi bắt chúng ta, sắp đuổi kịp rồi. Nhưng Atanasio chẳng lo lắng gì cả. Khi họ đang đuổi bắt như thế này, thay vì chạy tiếp thì Atanasio nói: hãy quay thuyền vòng lại. Và Ngài nói một cách bình thản: và hãy trèo về phía họ. Người ta đang đuổi bắt mình, thay vì chạy thì lại trèo ngược lại về phía họ. Các binh lính ở trong thuyền kia mới la lên rằng: các anh có thấy Atanasio ở đâu không? Hỏi cái thuyền đang chở Atanasio. Đằng sau có tiếng trả lời: chúng ta chẳng còn cách ông ta bao xa nữa đâu. Gần lắm rồi, chẳng còn cách bao xa nữa đâu. Thế rồi, chiếc thuyền của kẻ thù cố sức phóng nhanh hơn vận tốc bình thường để đuổi kịp, vì tưởng rằng gần đuổi bắt được Atanasio. Mà không ngờ câu trả lời rất thật là: chúng ta chẳng còn cách xa ông ta bao lâu nữa đâu, còn có mấy thước nữa thôi mà. Và thế là Thánh Nhân đã thoát nạn một cách an toàn, hy hữu. Dân thành Alexandria rất yêu mến Đức Tổng Giám Mục tốt lành này. Ngài thực là một người cha của họ. Với những năm tháng trôi qua, họ hiểu rõ được những đau khổ mà Thánh Atanasio đã phải chịu vì Chúa Giêsu và giáo hội thật nhiều biết là chừng nào. Chính giáo dân, những người đã cùng làm việc với Thánh Nhân làm chứng rằng Atanasio đã góp phần rất lớn vào việc kiến tạo hòa bình. Ngài đã sống 7 năm sau cùng với họ trong niềm vui thư thái. Các kẻ thù của Atanasio đã lùng bắt Ngài nhưng không thể nào tìm được Ngài. Suốt thời gian ấy, Thánh Atanasio viết chuyện cuộc đời Thánh Antôn ẩn tu. Thánh Antôn là người bạn chí thân của Atanasio lúc Atanasio còn trẻ. Thánh Atanasio qua đời trong an bình vào ngày mùng 2 tháng 5 năm 373. Ngài vẫn là một trong những vị thánh can đảm bậc nhất qua mọi thời đại. Thưa anh chị em, ta đọc cuộc đời của các thánh thấy nhiều điều rất là thú vị. Và đó là lý do mà tại sao chúng tôi vẫn kiên trì ngày nào cũng chia sẻ với anh chị em về cuộc đời của các thánh. Có những vị thánh mà có lẽ anh chị em chưa hề nghe tên, hoặc là có những mẫu chuyện về các thánh mà chúng ta chưa hề biết đến, như câu chuyện mà người ta đuổi bắt Atanasio, thay vì tiếp tục chạy trốn thì đi ngược lại, và như vậy mà lại thoát. Mới bảo rằng chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Rồi chúng ta thấy là có một vị tổng giám mục nào cai quản giáo phận mà 5 lần bị đuổi khỏi giáo phận của mình không? Mà mỗi lần là bị đuổi là bị đi lưu đày không? Đấy, Atanasio đấy. Mà vẫn cứ kiên trì, cương quyết bảo vệ giáo lý, bảo vệ đức tin, không để cho bề rối Ario làm cho những người giáo dân, làm cho những người mà yếu đức tin hiểu sai về thiên tính của Chúa Giêsu. Mặc dù một mình phải chống lại cả 4 vị hoàng đế, 4 vị hoàng đế ép Atanasio vẫn không ngừng viết những bài giải thích rất hay, rất rõ ràng về đức tin thánh thiện của Kitô giáo. Vì thế mà các kẻ thù tìm mọi cách để mà khủng bố Atanasio. Nếu chúng ta như vậy, một mình mà chống lại một hoàng đế đủ chết rồi, đi 4 hoàng đế và 5 lần bị đuổi khỏi giáo phận, thôi, một lần thôi tôi chưa rồi. Thôi tôi chả nói năng gì nữa rồi, tôi yên thân đi. Cho an toàn cái ghế, cái mũ của mình cho nó chắc chắn đi. Nói làm gì, chống làm gì. Có nhiều người bây giờ là như vậy. Để bảo vệ cái ghế của mình, cái mũ của mình, cái gậy của mình, đã thỏa hiệp, đã nhượng bộ và đã không dám can đảm bảo vệ cho sự thật, không dám nói lên sự thật, không dám bênh vực giáo hội, và nhất là làm gương cho đoàn chiên. Cho nên những tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, chúng ta nhìn vào gương Thánh Atanasio, xin Ngài cho mình được sức mạnh, được can đảm để đương đầu với kẻ thù. Kẻ thù của chúng ta không phải là con người, mà kẻ thù số 1 của lòng thương xót Chúa là Satan.
cũng sẽ tìm mọi cách ngăn cản chúng ta chống phá công cuộc này. Và có khi mình bị thiệt thòi, bị nhiều điều bất lợi, giống như là Athanasio, một giám mục mà bị đuổi khỏi giáo phận tới 5 lần, bị đi lưu đày như vậy. Chúng ta cũng chưa đến mức độ bị đau khổ như thế, đúng không ạ? Một vài cái khó chịu, một vài cái không được vừa ý, một vài cái hy sinh chẳng là gì đâu. Mình cứ nghĩ rằng đó là hy sinh lớn lắm, mình nghĩ rằng đó là sự thiệt thòi lắm, mình cứ nghĩ đó là sự mất mát lắm, thực sự chả là gì. Mà mình phải tạ ơn Chúa vì đó là cái cơ hội để Chúa cho mình được cộng tác vào công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa. Và khi mình cộng tác vào công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa thì chính mình là người được lợi trước tiên, vì Chúa đã nói những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta bảo vệ họ như vinh quang của ta, ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Thánh Giuse Tuân. Thánh Giuse Tuân, linh mục tử đạo. Giuse Tuân sinh năm 1811 tại Trần Xá, họ đạo Cao Xá, tỉnh Hưng Yên, nay là tỉnh Hải Hưng. Cha mẹ cậu là những nông dân nghèo lam lũ, nhưng sống đạo đức xuất sáng siêng năng. Trong bầu khí gia đình đạo hạnh như thế, cậu Tuân hấp thụ một nền đạo đức sâu xa. Ngay từ nhỏ, cậu đã có ý nguyện dâng mình cho Chúa để giúp việc giảng đạo, đem Chúa đến với mọi người. Nhiều lần cậu tỏ ý muốn tốt lành đó, nhưng vì gia đình nghèo, cha mẹ không thể lo cho cậu ăn học được. Sau nhờ có cha sở thương gửi cậu vào chủng viện, thế là cậu được mãn nguyện. Và để đáp lại tình thương của Chúa, cậu đem toàn tâm toàn sức để học tập rèn luyện nhân đức. Sau khi mãn khóa thần học, thầy Giuse Tuân được chịu chức linh mục, trở nên tông đồ nhiệt thành mở mang nước Chúa. Và để làm tông đồ đắc lực hơn, năm 1857, cha Tuân xin gia nhập dòng anh em thuyết giáo của Thánh Đa Minh. Năm sau, cha tuyên khấn dòng và trở nên tu sĩ tốt lành. Đang lúc cha hăng say rao giảng tin mừng, phục vụ các linh hồn, ban các bí tích cho giáo hữu, thì vào năm 1859, chiến thuyền của quân đội Pháp tiến vào Đà Nẵng bắn phá dữ dội. Vua Từ Đức thấy rõ ý đồ xâm lược của quân Pháp, sợ người công giáo trong nước tiếp tay với giặc chống lại nước nhà, cho nên vua ra lệnh truy bắt hết mọi người có đạo, nhất là các linh mục trong nước cũng như là linh mục ngoại quốc. Lệnh vừa ban ra, các quan truy lùng khắp nơi, bắt bớ giết chóc dữ dội, thật là một cuộc bách hại tàn khốc. Và thưa anh chị em và các bạn, không bao giờ những người công giáo tiếp tay với giặc để chống lại nước nhà bao giờ. Đó chỉ là sự hiểu lầm hoặc là sự vu vạ mà thôi. Không bao giờ những người công giáo tiếp tay với giặc, tiếp tay với nước ngoài để chống lại nước nhà. Và chúng ta, những người công giáo, vẫn cứ bị người ta đổ vấy cho những cái tội như thế. Phúc cho các con khi vì thầy mà các con bị bách hại. Đứng trước tình thế khó khăn đó, cha Tuân cũng như các linh mục khác phải lẩn trốn để âm thầm lén lút phục vụ giáo dân, khuyến khích nâng đỡ những kẻ bị bắt và ban các bí tích cho họ. Đầu năm 1861, khi cha đang ẩn náu ở xứ Ngọc Đồng, thì có một bà bị bệnh nặng, sai con của mình đến rước cha đến ban các bí tích sau cùng cho bà. Cha vội vàng đến giúp. Và với các linh mục phải là như thế, cho dù có nguy đến tính mạng của mình cũng phải dấn thân ra đi để ban các bí tích sau cùng cho những người cần kíp, nhất là những người mà đang hấp hối. Đó là mệnh lệnh, đó là lệnh truyền, đó là sứ mạng cao cả của người linh mục mà không thể khước từ được. Cha vội vàng đến giúp, không ngờ trong lúc cha đang giải tội cho bà thì chính cái cậu con trai ngỗ nghịch ấy, vì ham lợi lộc, trở thành kẻ phản bội đi tố giác cha Tuân với quan huyện để lãnh tiền thưởng. Quan liền cho quân lính đến vây bắt, giải cha Tuân
nộp cho quan tổng dân Hưng Yên. Ở Hưng Yên, cha Tuân bị giam trong ngục cùng với những giáo hữu đã bị bắt. Thế là cha được dịp an ủi, khích lệ họ trung thành, tuân giữ đức tin và can đảm chịu chết vì Chúa. Chính cha đã nêu gương cho họ. Dù bị cực hình tra tấn khổ sở, cha vẫn can đảm tuyên xưng đức tin và luôn tỏ ra vui mừng được chịu khổ vì Chúa. Nhờ gương anh hùng bất khuất của cha, những giáo hữu nhẹ dạ đã trở nên can đảm. Những kẻ can đảm càng mạnh dạn trung kiên theo Chúa. François Rossin đã nói, do bàn tay uy quyền và rộng rãi của Ngài, Thiên Chúa sẽ gieo vãi trên mỗi thế hệ đang lên đầy đủ những đức tính dịu hiền, nhân ái để nâng đỡ những người buồn thảm, hỗ trợ những kẻ lâm nguy. Tương lai sẽ do tình thương sẽ thắng hận thù. Cuối cùng, người chiến sĩ anh dũng đã chạy đến cùng đích. Sau nhiều cực hình trong mấy tháng trời, thấy vẫn không thể lay chuyển được lòng tin kiên vững của cha, quan tổng trấn xin vua Tự Đức kết án tử hình. Ngày 29 tháng 4 năm 1861, cha Tuân chịu trảm quyết tại pháp trường Hưng Yên, kết thúc cuộc đời tận tụy hy sinh vì Chúa. Đức Giáo Hoàng Pius thứ 12 đã phong cha lên bậc chân phước cùng với 24 vị tử đạo khác trên đất Việt ngày 29 tháng 4 năm 1951. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, cha Giuse Tuân được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị suy tôn lên bậc hiển thánh. Amen. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó chưa nhiều câu xin, nhưng Chúa nhận cho con khỏi nỗi sầu thương. Ân tình đó là lời chê khinh miệt, Chúa nhận thay con khỏi tiếng thi khi. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó là tình yêu